Trong hai ngày 13 và 14 tháng 10, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đã đi kiểm tra hệ thống đê, hồ và khu neo đậu tàu thuyền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Qua kiểm tra các đê Tả Lam, Xuân Hội, Thạch Hà, khu neo đậu Lạch Quèn, Cửa Sót, các khu vực sơ tán dân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương phải tập trung các giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê biển, đập, hồ nước, điều tiết nước hợp lý, giám sát vận hành hồ chứa theo phương án đã được phê duyệt. Những khu vực đê biển, hồ, đập chứa nước đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, các cơ quan chức năng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống thiên tai, xây dựng kế hoạch, phương án nâng cấp, tu sửa, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mùa mưa bão 2021 và những năm tiếp theo. Khi có bão lũ xảy ra, các địa phương phải tập trung di dời người dân ở các khu vực xung yếu, sạt lở, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trước mắt, để ứng phó với bão số 8, các cơ quan địa phương phải triển khai ngay công tác bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất, bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị, sẵn sàng ứng phó, khắc phục khi có sự cố, lên phương án sơ tán người dân ra khỏi nơi nguy hiểm.